Thưa quý vị, vụ việc giao con nhận lại hũ trò cốt sau khi có thêm một nạn nhân nữa lên tiếng đã khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Mới đây nhất, Viện kiểm sát nhân dân Lâm Đồng đã phê chuẩn khởi tố vụ án. Khai nhận tại cơ quan điều tra, bị can Lê Minh Quang thừa nhận từng gian xếp bồi thường với gia đình nạn nhân 5 tỷ nhưng bất thành. Sau một khoảng thời gian điều tra vụ giao con nhận lại hũ trò cốt, những sự thật xung quanh ngôi biệt thự cùng ekip chữa bệnh cho trẻ chậm phát triển dần được hé lộ có nhiều tình tiết khiến dư luận phẫn nộ và bức xúc. Ngày 29 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang, 45 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, và bà Cao Thị Thu Bích, có tên gọi khác là Tuyết, 39 tuổi, quê thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắc. Khai nhận tại cơ quan điều tra, ông Quang bà Tuyết đã hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ. Theo điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng, Ông NHN có con trai là cháu NLMQ, sinh năm 2019 bị bệnh chậm phát triển trí tuệ, thể trạng gầy yếu, phát âm không rõ ràng, chỉ nói được một vài từ đơn giản. Sau khi tìm hiểu và biết được Lê Minh Quang có thể điều trị bệnh cho con trai của mình, ngày 2 tháng 3 năm 2022, ông NHN cùng gia đình đưa cháu Quy đến thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng và giao con cho ông Quang. Sau khi nhận cháu, ông Quang đưa cháu về nhà số 54-39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc để cùng bà Cao Thị Thu Bích chăm sóc. Đêm 24 tháng 3, khi cháu Quy đang ngủ thì ông Quang thấy cháu ho, sốt nhẹ, thở khò khè, nên test nhanh Covid-19 thì phát hiện cháu dương tính. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 25 tháng 3, ông Quang kiểm tra thì thấy cháu rất yếu, có biểu hiện khó thở nên Quang làm hô hấp nhân tạo. Khoảng 2 đến 3 phút sau thì cháu ngưng tim ngưng thở, khi xác định cháu đã tử vong, bà Bích đề nghị ông Quang thông báo cho gia đình. Ông nợ, hát nợ và đưa cháu đến bệnh viện nhưng ông Quang không đồng ý. Ông Quang bàn với bà Bích đưa cháu Quy đã tử vong về thành phố Huế để giao cho gia đình. Rạng sáng 25 tháng 3, bà Bích lái xe chở ông Quang và cháu Quy chạy về hướng tỉnh Đắk Lắc. Trên đường, ông Quang bàn với bà Bích việc hỏa thiêu xác cháu Quy nếu không sẽ bốc mùi hôi. Lúc đầu bà Bích sợ không đồng ý nhưng sau đó không có ý kiến gì. Ông Quang xác định địa điểm hỏa thiêu cháu là trong vườn của mình ở xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, chứ không phải là ở đoạn đường vắng huyện Lâm Hà, Lâm Đồng như những lời khai trước đó. Việc thiêu xác cháu Quy có sự giúp sức của bà Bích, vì bản thân ông Quang bị tật, phải ngồi xe lăn đi lại có người giúp sức. Khi bàn giao tro cốt cho gia đình ông NHN, ông Quang bỏ ra khoảng 250 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho cháu Quy, đồng thời gian xếp bồi thường cho gia đình số tiền 5 tỷ đồng và đã nhờ bà Bích chuyển cho gia đình cháu bé 800 triệu đồng và hẹn từ 1 đến 2 tháng sau sẽ trả hết. Nhưng sau đó, ông Quang không có tiền trả, thỏa thuận không thành nên gia đình ông NHN đã chuyển trả lại cho ông Quang số tiền 800 triệu đồng theo công an tỉnh lâm đồng hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra ông quang và bà bích đang bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi địa phương do ông quang tàn tật bà bích đang mang thai với ông quang với những tình tiết đang dần được tiết lộ nhiều người không khỏi bàng hoàng vì thái độ lật lọng của ông quang bà bích kết quả giám định của hữu trò cốt vẫn chưa được công bố Liên quan đến vụ một gia đình ở Thừa Thiên Huế gửi con lên Lâm Đồng để chữa bệnh chậm phát triển, nhưng 25 ngày sau, đớn đau nhận được hũ cho cốt được cho là của con trai mình. Trả lời báo chí gia đình chị CK cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, con của họ là cháu HNKT, sinh năm 2013, cũng đang được gửi cho ông Lê Minh Quang để điều trị tự kỷ, chậm phát triển. Gia đình chị CK gửi con cho ông Lê Minh Quang để điều trị tự kỷ và chậm phát triển từ đầu năm 2017 và đón con về từ 28 tháng 3 năm 2022. Chị CK cho biết, khi đón cháu T về, có những thông tin về cháu NLMQ sinh năm 2019, nên chị có hỏi con mình thì được cháu kể rằng, hôm đó con ngủ với anh N, con trai của ông Lê Minh Quang, còn em Quy ở với cô Tuyết, tên thật là Bích, và thầy Quang, khi con đang ngủ thì nghe một tiếng ầm rồi cô Tuyết chạy sang gọi con với anh nở dậy và nói em Quy tử vong rồi. Lúc đó con thấy em Quy nằm trên giường, trên đầu và mũi có máu, thầy Quang thì đang thay quần áo cho em Quy và lấy tay ấn vào bụng em. Ngày hôm sau thầy Quang thu dọn đồ đạc và gọi taxi chở con với anh nở về một khách sạn ở Nha Trang. Đến ngày hôm sau thì thầy Quang và cô Tuyết đến đón con và đi về Huế. Trên đường đi thầy Quang còn dặn con và anh nở là không được kể chuyện với ai. Chị Ca cho biết thêm, Cách đây vài hôm, cán bộ của công an tỉnh Lâm Đồng có đến nhà tôi để làm việc, lấy lời khai và xác minh thông tin liên quan đến việc của cháu Quy. Khi nói chuyện với các anh công an, con trai tôi cũng kể lại sự việc giống như cháu từng kể với tôi. Ngoài ra, theo chị CK, hiện gia đình chị cũng đang làm đơn tố giác việc con trai họ là cháu Tê sinh năm 2013 bị thương tích nhiều bộ phận trên cơ thể sau khi gửi lên Lâm Đồng cho ông Lê Minh Quang chữa bệnh chậm phát triển. Nói về việc gửi con cho ông Lê Minh Quang, chị CK cho biết, chồng chị biết ông này qua việc chơi cây cảnh. Năm 2015, ông Lê Minh Quang có về nhà chị chơi. Lúc này con trai chị mới được 2,5 tuổi nhưng bị chậm nói, chỉ có thể nói từng câu một. Thế vậy, ông Lê Minh Quang nói với gia đình là cháu bị tự kỷ nhưng gia đình không tin và không giao con cho ông Quang chữa bệnh. Đến năm 2016, ông Lê Minh Quang lại đến nhà chị CK chơi và nói với gia đình rằng cháu T bị tự kỷ và chậm phát triển, không điều trị trước 3 tuổi thì hệ lụy rất nghiêm trọng, cháu có thể bị điên khùng và có thể dẫn tới những hành động không hay. Và ông Quang thuyết phục gia đình chị CK giao cháu T cho ông này để chữa trị và cam kết 3 năm sẽ khỏi, nếu không sẽ hoàn trả lại tiền. Ông Lê Minh Quang cũng cam kết với gia đình là khi đưa cháu Tê lên Lâm Đồng điều trị, ông này sẽ thuê biệt thự có sân vườn rộng để cháu ở và điều trị. Tin lời ông Quang và lo lắng cho tình trạng của con, gia đình chị CK đồng ý giao con cho ông Lê Minh Quang đưa lên Lâm Đồng để điều trị từ đầu năm 2017 với chi phí ban đầu 50 triệu đồng một tháng. Đến năm 2018 thì ông Quang yêu cầu tăng lên 75 triệu đồng một tháng, từ 2019 đến 2022 số tiền chữa trị lên 100 triệu đồng một tháng. Ông Lê Minh Quang cũng giấu nhẹm địa chỉ cụ thể nơi cháu T sẽ ở và điều trị bệnh tại Lâm Đồng với gia đình, với lý do nếu để gia đình biết và lên thăm con thì cháu sẽ theo gia đình về ảnh hưởng đến việc chữa bệnh. Mọi thông tin hình ảnh về cháu T đều được ông Lê Minh Quang báo cho gia đình thông qua điện thoại. Do đó, từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2022, Gia đình chị CK chỉ được gặp con hai lần, trong đó có một lần vào tháng 2 năm 2018, khi ấy gia đình xin đưa cháu T về nhà ăn Tết trong khoảng thời gian một tuần và không có bất thường nào trên cơ thể. Chị CK bức xúc kể, đến ngày 28 tháng 3 năm 2022, ông Lê Minh Quang chở con trai tôi ra Huế và điện cho chồng tôi, nó là nhận chữa bệnh cho một cháu bé mà cháu bị Covid-19 tử vong phải thiêu và đưa ra cho gia đình. Ngay thấy thế, tôi đến nhà bố mẹ ông này ở đường Nguyễn Bình, thành phố Huế để đón con về. Về đến nhà, tôi phát hiện trên cơ thể cháu có rất nhiều vết sẹo bất thường ở vùng đầu, mắt, môi, tai và chân tay. Gặng hỏi thì cháu nói do thể quang làm. Sau đó chị CK đi chụp chiếu và khám tổng kết toàn thân và táo hỏa phát hiện con trai từng bị gãy hai ngón tay út và gãy chân. Chị CK chia sẻ, tôi hỏi con thì cháu nói bị gãy hai ngón tay là do thể quang. Riêng chân bị gãy là do con đạp xe rồi bị ngã nên gãy. Tất cả những chuyện này ông Quang đều không cho gia đình chúng tôi biết. Hiện nay hai ngón tay út của con không thể co duỗi lại như bình thường, gây khó khăn trong việc cầm bút khi viết, khi học tập. Theo chị CK, sở dĩ đến thời điểm hiện tại chị mới lên tiếng là do ban đầu chị lo ngại sự việc lan rộng, ảnh hưởng danh tiếng của cả gia đình, cũng như ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của con trai chị. Tuy nhiên sau sự việc của cháu Quy, con trai anh NHN nên gia đình quyết định lên tiếng để tìm lại công bằng cho con trai chị cũng như cháu Quy. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra thông tin xác nhận, cho biết cơ quan chức năng đã khôi phục vì giải quyết tin báo tố giác tội phạm và đang điều tra theo trình tự vụ việc. Hũ cho cốt cũng đã được mang đi giám định pháp y cùng với mẫu tóc từ người mẹ. Tuy nhiên, quá trình này gặp nhiều khó khăn bởi theo một chuyên gia đầu ngành về di truyền học ở việt nam và trên thế giới hiện nay dù với công nghệ nào thì việc xét nghiệm adn cho cốt là điều gần như không thể quá trình này chỉ có thể thực hiện khi cấu trúc xương còn nguyên vẹn không bị phá hủy bởi nhiệt độ hay môi trường nếu cơ thể được xử lý bằng xăng dầu thay vì lò thì khả năng xét nghiệm adn của cho cốt cao hơn tuy nhiên xác suất cũng không nhiều các thông tin liên quan đến vụ việc vẫn đang được dư luận quan tâm theo dõi, tất cả mọi người đều mong chờ cơ quan chức năng sớm điều tra ra sự thật.